chúng, và đặc biệt là các bạn trẻ rất là yêu mến, bởi vì tên tuổi của anh đến gần hơn với các bạn trẻ bằng những ca khúc cũng như phong cách biểu diễn rất là sôi động và trẻ trung. Và ngay sau đây song nữ cũng như là anh Lý Triệu Nhân xin giới thiệu tới quý vị và xin được mời lên sân khấu ngôi sao ca nhạc Khánh Đơn. Xin mời quý vị chúng ta chào đón ngôi sao ca nhạc Khánh Đơn. Vâng ạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Đầu tiên trong hát Khánh Đơn gửi đến tất cả các bà, các bác, các cô chú, các anh chị ở đây lời chào thương thua trân trọng nhất ạ. Hôm nay thì chúng ta bây giờ là vẫn còn trong tháng Giêng. Trong tháng Giêng thì mọi người nói là tháng Giêng thì vẫn còn là Tết đúng không ạ? Hết tháng Giêng mới là hết tháng ăn chơi. Và hôm nay nhờ anh Công Giao Duy thì mọi người được gặp nhau ở đây, đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi, sau đợt dịch này mấy anh em mới có cơ hội gặp lại tất cả các gương mặt rất là thân quen, thân thuộc. Và nhờ anh Công thì hôm nay mấy anh em nghệ sĩ mới được gặp nhau ở đây. Và coi như là trong tháng Giêng và còn Tết thì hôm nay Khánh Đơn sẽ hát một ca khúc mà Khánh Đơn sáng tác cho mùa xuân năm nay. Ca khúc Tết là phải đi về nhà. Một sáng tác Khánh Đơn sẽ cùng lắng nghe bài này. Dạ. Bởi vì bao lâu mà mãi đau chân.